Rama Ahan bị treo giò không thể thi đấu trận chung kết, khiến cho cầu thủ Indonesia mất đi thứ vũ khí cực kỳ lợi hại và nguy hiểm của họ, đó là quả đá biên. Và tiền vệ phòng ngự Dewanga sẽ là người nhận trách nhiệm thực hiện những quả đá biên cho cầu thủ Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta cùng xem là liệu anh có thể thực hiện những quả đá biên căng và xa như là Pratama Ahan hay không. Dewanga nguy hiểm và tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Indonesia, và lại là hiệu quả từ những quả đá biên. Phút thứ 21 của trận đấu, đội bóng chủ động nhập cuộc chơi tấn công, đã có được bàn thắng và người ghi bàn không ai khác đó chính là tiền đạo Sananta. Pha đánh đầu ghi bàn của tiền đạo áo số 9 này giúp cho anh có được 4 bàn thắng tại SEA Games này. Rất trùng hợp, rất trùng hợp bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết, rất giống với bàn mở tỷ số trong trận bán kết với đội tuyển U22 Việt Nam. Chỉ có điều khác biệt khi mà Pratama Ahan không có thì đã có Dewanga. Và có thể coi đây là một tình huống đốt lưới nhỉ. Bóng đá chạm vào đùi của trung vệ Sông Trai. Lực ném biên thì có lẽ không thể bằng Pratama Ahan được, nhưng sự nguy hiểm mà nó tạo ra cũng rất lớn, tạo ra một sự sập sệch và rối loạn trong hệ thống phòng ngự của U22 Thái Lan, và điều đó đã phát huy hiệu quả tới sự nguy hiểm và khó dành cho thủ thành Etano bên phía U22 Indonesia. Các cầu thủ U22 Thái Lan muốn đăng quang, họ cần phải rất chắc chiêu những cơ hội của mình. Anand và Chanarong là những người đang đứng trước quả đá phạt. Bóng không qua hàng rào. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ U22 Thái Lan, họ không thể tận dụng được thời cơ. Bất cờ. Đốt chốt. Tình huống rất nguy hiểm với khung thành của Indonesia. Cầu thủ của Indonesia đang bị đau, đó là Taufani. Tiền vệ này đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Những phút thực sự sóng gió trước khung thành của thủ môn Hernando. Suleiman đã phải rời sân bằng cáng. Và trong danh sách của huấn luyện viên Indra Shafri, ông vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác để có thể vào sân để thay thế nếu như số 8 không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, và 2-0! 2-0 dành cho các cầu thủ Indonesia. Người ghi bàn đó chính là tiền đạo Sananta. Quá bất ngờ. Một tình huống chủ quan của thủ thành số 1 Mid và hàng phòng ngự của Thái Lan, và họ đã phải trả giá. Những diễn biến không thể tin nổi trên sân Olympic trong trận chung kết của môn bóng đá nam. Pratama không có mặt, nhưng Indonesia vẫn có một bàn thắng từ một quả đá biên rất mạnh. Và khi mà mọi thứ tưởng như đã chấm dứt với cách biệt 1-0 về nghiêng về phía Indonesia, thì họ bất ngờ có được bàn thắng thứ hai. Lối rất lớn trong bàn thua này thuộc về trung vệ được kỳ vọng nhiều của U22 Thái Lan, đó là Jonathan Kebi. Anh đã có tình huống che chắn cài người không kín và thực hiện tình huống phá bóng quá muộn. Phá chất thời cơ tuyệt vời của Sananta, và thủ môn của U22 Thái Lan là Somonvit cũng đã hoàn toàn bị bất ngờ.